Được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ tuyên bố Quang Hải, Công Phượng chưa chắc đã có suất đá chính ở AFF Cup năm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh song phẳng, dù cầu thủ trẻ hay già, mới hay cũ đều có cơ hội bằng nhau nên chưa cầu thủ nào chắc chắn có suất đá chính tại AFF Cup năm nay. Tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn mới, chưa biết ai là cầu thủ chủ chốt của đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đáp lời khi phóng viên nhắc đến việc những cái tên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh không thi đấu ở trận thắng Singapore 4-0 tối 21 tháng 9 vừa qua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giải thích, khi chưa vào giải đấu chính thức thì chưa biết ai sẽ ở trong danh sách đăng ký sau cùng. Đội tuyển Việt Nam ở thời kỳ cạnh tranh mới cho AFF Cup 2022 nên tôi không thể nói ai là nhân tố chủ chốt ở đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã trước Singapore nhờ 4 bàn thắng của Văn Quyết, Thanh Nhân, Tấn Tài và Văn Khang. Đây là trận đấu mà ông Park trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, trong đó có những người lần đầu khoác áo đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định cầu thủ trẻ chưa hoàn toàn đáp ứng được về chiến thuật, nhưng về tinh thần thi đấu, ông không có gì để phàn nàn về học trò. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá cầu thủ mới, tăng tính tổ chức cho đội bóng. Trừ Văn Khang, các cầu thủ ở độ tuổi U23 đều thi đấu ở mức độ tương đối về mặt thời gian, trong đó có Mạnh Dũng, Tuấn Tài đá chính, Duy Cương, Thanh Nhân vào sân đầu hiệp 2. Về chiến thuật, những cầu thủ này chưa hiểu nhiều, họ còn trẻ nên chưa đầy đủ về kinh nghiệm. Nhưng tinh thần và tâm thế, họ đã tạo được niềm tin cho tôi. Tuấn Tài đã đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn do tôi đề ra, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ông chia cầu thủ thành hai nhóm, một nhóm đá chính trước Singapore, nhóm còn lại sẽ được sử dụng ở trận đấu gặp Ấn Độ tới đây. Chúng ta còn trận gặp Ấn Độ để các cầu thủ còn lại không thi đấu ở trận gặp Singapore đá chính. Tôi chia cầu thủ làm hai nhóm, một nhóm cầu thủ đầu tiên được sử dụng là để thử nghiệm đội hình. Các cầu thủ vắng trận này sẽ đá trận sau để có đánh giá tổng thể, ông Park nhấn mạnh. Nhà cầm quân 64 tuổi cũng cho rằng tuyển Việt Nam chưa đá hết sức mà vẫn giữ bài vở trước Singapore bởi hai đội sẽ nằm cùng bảng tại AFF Cup 2022. Đây là trận đấu giao hữu để đánh giá tình hình. Cả hai đội khi vào AFF Cup sẽ có bộ mặt mới, đội bóng nào cũng vậy. Chúng ta và họ đều thế thôi. Đều không muốn lộ bài nên không muốn thể hiện hết những gì mình có. Tuy nhiên, chúng tôi có chuyên gia phân tích, có trợ lý để đánh giá tình huống và cầu thủ của họ để đối phó tốt ở giải tới, huấn luyện viên Park nói. Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 tới để khép lại giải đấu giao hữu quốc tế 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo Trung Quốc khen đội tuyển Việt Nam hết lời sau chiến thắng hủy diệt Singapore. Truyền thông Trung Quốc thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã khẳng định được vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á sau chiến thắng đậm 4-0 trước Singapore. 13.000 khán giả trên sân, đội tuyển Việt Nam quá mạnh, 3 bàn trong 34 phút làm nổ tung đối thủ, đội tuyển Singapore bị hất tung. Đó là tiêu đề bài viết trên tờ Sohu sau trận đội tuyển Việt Nam thắng 4-0 Singapore tối 21 tháng 9 vừa qua. Tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc bình luận, đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Singapore trong một trận giao hữu có khoảng 13.000 cổ động viên Việt Nam theo dõi trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi vượt trội hoàn toàn. Trong hiệp 2, họ phá lưới đối phương 3 lần chỉ trong 34 phút hiệp 2. Cùng với bàn thắng ở hiệp 1 của Văn Quyết, họ khép lại trận đấu với thắng lợi 4-0. Như vậy, kể từ đầu thế kỷ 21, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước đội Singapore. Tờ Sohu cũng đưa ra những con số thống kê về chuyên môn cho thấy sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam trước Singapore. Tờ báo Trung Quốc cho rằng đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến thắng thuyết phục, khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Thống kê ở trận này cho thấy đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ cầm bóng lên tới 60%, thực hiện 15 cú sút và 6 cú sút trúng đích, ghi được 4 bàn thắng với hiệu quả cao. Việt Nam tạo ra thế trận một chiều, hạ gục Singapore một cách dễ dàng, thể hiện sức mạnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á, Sohu viết.
Chứng kiến những bước thăng tiến của đội tuyển Việt Nam, tác giả bài viết cho rằng bóng đá Trung Quốc đang gần như đứng yên tại chỗ, không có những chuyển động để phát triển. Kể từ khi lọt top 12, đội tuyển Trung Quốc rơi vào trạng thái trì trệ, không tổ chức tập huấn đội tuyển quốc gia nên không bố trí các trận giao hữu, kể cả loạt trận FIFA Day tháng 9 cũng không có trận giao hữu chính thức nào. Dự kiến, Trung Quốc sẽ không có chuyến tập huấn và trận đấu nào cho đến tận năm sau. So với Việt Nam, họ ngày càng chủ động về tương lai của mình thì đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc lại bị lép vế hoàn toàn, mất định hướng, sổ trù khép lại. Việt Nam-Singapore không chỉ đơn thuần là một trận giao hữu, chỉ mang tính chất là một trận đấu giao hữu để thử nghiệm nhân sự và lối chơi, nhưng Việt Nam rất cần chiến thắng Singapore để tránh tụt bậc trên bảng FIFA. Việt Nam cần thắng để đảm bảo vị trí trong top 100 thế giới và thứ 17 châu Á. Trận đấu này diễn ra theo lịch giao hữu quốc tế của FIFA với trọng số còn lớn hơn AFF Cup vốn không thuộc FIFA. Việt Nam đang đứng thứ 97 FIFA với 1.218,84 điểm. Nếu thua Singapore, thầy trò Park Hang-seo mất 6,9 điểm, rời 2 bậc, chưa kể điểm của các đội đứng sau cũng có thể thay đổi. Thậm chí nếu hòa Singapore, Việt Nam cũng mất 1,9 điểm. Để cải thiện thứ tự FIFA, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thử nghiệm đội hình quá nhiều. Nhưng cũng vì trận đấu chỉ là giao hữu, các cầu thủ sẽ có cơ hội thi đấu nếu thể hiện tốt. Những tân binh cũng có thể được khoác áo đội tuyển lần đầu. Các tân binh lần này đều hưng phấn nhưng cũng hồi hộp và căng thẳng. Huấn luyện viên Park nói trong họp báo sáng 20 tháng 9. Tôi hy vọng họ đều được thi đấu trong trận gặp Singapore. Ở trận gần nhất gặp Afghanistan cũng trên sân Thống Nhất hôm 1 tháng 6, trung vệ Ariano Smith, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang lần đầu ra mắt đội tuyển, còn trung vệ Nguyễn Đức Chiến cũng lần đầu đá chính. Các cầu thủ này dù sao cũng đã nhiều năm chơi ở V-League. Những tân binh của Việt Nam lần này đều sinh năm 2000 trở về sau, gồm hậu vệ trái Nguyễn Thành Nhân, Phan Tuấn Tài, tiền vệ trụ Lương Duy Cương, tiền vệ công Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Ngoài Mạnh Dũng, các tân binh còn lại chỉ mới ra mắt V-League từ mùa này hoặc chưa đá V-League trận nào như Văn Khang. Cơ hội để những cầu thủ trẻ đá chính thức trước Singapore không nhiều. Đang có trong tay 30 tuyển thủ, huấn luyện viên Park cũng đối mặt bài toán nhân sự ở hàng tiền vệ. Nguyễn Hoàng Đức chấn thương và không tập trung lần này. Lương Xuân Trường đang bị ốm, còn Nguyễn Quang Hải và Văn Khang vừa tập trung cùng đội tuyển 2 ngày trước. Dù vậy, ông đón Đỗ Hùng Dũng trở lại đội tuyển sau thời gian dài dưỡng thương. Tuấn Anh cũng đang có thể lực tốt khi không bị thay ra lần nào ở 5 trận gần đây tại V-League. Trên hàng công, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ muốn kiểm nghiệm khả năng phối hợp giữa cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Ông luôn muốn dùng sơ đồ 5-3-2 hơn 5-4-1, nhưng do tiền đạo Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu nên trước đây đội chỉ đá một tiền đạo cắm. Với tiến bộ của Tuấn Hải cùng sự vươn lên của Mạnh Dũng, huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể chuyển sang 5-3-2. Ở hàng thủ, Đặng Văn Lâm sau 3 trận giữ sạch lưới gần nhất cho Bình Định, chắc suất bắt chính trên tuyển. Do Vũ Văn Thanh đang bị ốm, cánh phải không ai tranh được với Hồ Tấn Tài. Bên cánh trái, Văn Hậu chưa đạt phong độ cao và cơ hội có thể đến với Tuấn Tài hoặc Thanh Nhân. Còn vị trí trung vệ là những gương mặt cũ, dù không ai chắc suất đá chính. Đây là lần đầu Việt Nam gặp Singapore trong 6 năm qua. Ở cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng 3-0 với các bàn thắng của Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết và Đinh Thanh Trung đều ở hiệp phụ tại Cúp Tứ Hùng ở Myanmar. Lần gần nhất, Việt Nam thua Singapore đã cách đây 24 năm tại chung kết Tiger Cup 1998. Bàn duy nhất bằng vai của trung vệ Ramu Sasikuma đã giúp Singapore đăng quang ngay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Huấn luyện viên Park nhận định Singapore sẽ giấu bài trong trận giao hữu lần này bởi hai đội sẽ cùng bảng ở AFF Cup 2022. Việt Nam có thể cũng không phô ra những mảng miếng tốt nhất, nhưng thầy trò Park vẫn được đánh giá cao hơn. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam cần nối dài chuỗi không thua Singapore và duy trì vị trí trong top 100 thế giới.